Xin chào tất cả các bác, em xin tự giới thiệu, em tên là Hoài, em đến từ Lai Châu ạ. Em chuyên bán đá mài dao tự nhiên, Lai Châu nhé các bác nhé. Đặc sản Tây Bắc cái gì em Hoài cũng có luôn, dao bếp, dao truyền thống Lai Châu. Đó. Và nhận đặt rèn dao theo yêu cầu, em bán cả dao Phúc Sen, Cao Bằng nhé các bác nhé. Đầu tiên em giới thiệu một viên đá mài tự nhiên, đây là viên mài phá. Màu hơi vàng vàng một tí và nhúng vào nước mình sẽ ra một màu hơi hồng hồng một xíu nhé các bác nhé. Viên này độ nhám rơi vào khoảng 700 grit ạ. Tiếp đến thứ hai đó là một viên mài mịn. Độ mịn khoảng 2000 grit nhé các bác nhé. Giá của hai viên đá phá và đá mịn bằng nhau. Viên phá, viên mịn bằng nhau này. Với những viên mà trên 2 cân trở lên ấy, em sẽ bán giá là 100.000 một viên, một cặp như thế này sẽ là 200.000, phí ship toàn quốc 30.000 là 230.000 ạ. Đó. Những viên mài mịn và mài phá mà cân nặng từ 2 cân 9, 3 cân trở lên thì giá sẽ là 120.000 một viên nhé các bác nhé, một cặp là 240.000, phí ship toàn quốc 30.000 là 270.000. Những cái viên tai bán đắt hơn tại vì cái tiền đấy em mang bù ship thôi các bác ạ. Cũng không có gì đâu. Toàn bộ phí ship 30.000 là em đã bù cho các bác một nửa phí ship rồi ạ. Bình thường những cân đá, một đơn đá nó nặng khoảng 4 đến 5 cân, 6 cân thì phí ship rất là cao. Và hôm nay em lên 11 con dao bếp nữa ạ. Đầu tiên em đang cầm trên tay đó là con bầu lọc số 1, thông số lưỡi dài 19, rộng 5, dày 2 ly, cân nặng 200g, chuyên thái gọt. Giá gốc 200.000, hôm nay rằm sale còn 180.000. Số 2 thái nhỏ với bầu nhỏ này giá bằng nhau nhé các bác nhé. Để bản đen truyền thống, không dập chồng dính, để bản đen truyền thống. Đó, số 1 bầu lọc nhỏ nhé. Bác nào thích bầu lọc nhỏ thì gọi điện cho em Hoài theo số điện thoại đó là 0352 749 419 hoặc Zalo, nhắn tin Zalo cho em Hoài nhé. Em Hoài sẽ gửi kèm phiếu này vừa để cảm ơn các bác, tri ân các bác và vừa tiện để bảo hành luôn. Mỗi một đơn hàng các bác mua dao sẽ có phiếu bảo hành, đó chính là cái phiếu danh thiếp của em đấy ạ. Đấy, bác nào ưng mẫu số 1 thì inbox chốt liền tay nhé. Tại vì hôm nay em đang sale, được có mỗi ngày hôm nay giảm thì em sẽ sale để may mắn thuận lợi cả tháng. Số 2 đó là một con thái nhỏ, bản dài 20, rộng 5cm, độ dày là 2 ly, cân nặng nó rơi vào khoảng 200g. Trên lưỡi dao sẽ có dấu dao của nhà rèn nhé các bác nhé. Đó. Con này chuyên thái gọt rồi. Bác nào dùng sắc hay không thì cứ comment dưới giúp em nhé. Dùng sắc bén cực kỳ luôn. Nhíp toàn bộ là nhíp trọn luôn ạ. Tiếp số 3 đó là một con D3 Thái. Với thông số lưỡi dài 22, rộng 6, dày 2 ly, cân nặng nó rơi vào khoảng 300g. Mẫu này chuyên thái lọc gọt. Đó. Mẫu này số 3 là giá gốc là 220.000, hôm nay em sale giảm còn 200.000 một con. Số 4 em lên một con dao thái to bản đen truyền thống lưỡi dài 20, độ rộng 7cm, độ dày là 2 ly, cân nặng 300g. Bác nhé. Mẫu này giá gốc là 220.000, hôm nay rằm sale còn 200.000 một con. Đấy. Đấy là con thái to số 4. Số 5 đó là một con chặt gà vịt bản đen truyền thống. Đấy, bác nào mua mẫu nào thì chốt mẫu đấy nhé. Số 5 em lên là một con chặt gà vịt bản đen truyền thống. Lưỡi dài 23cm, độ rộng 8cm, độ dày là 3 ly nhé các bác nhé. Bác nào thích hàng đánh trúng dính em cũng có giá y như giống nhau. Giá gốc là 260.000, hôm nay sale còn 240.000. Các bác nào tranh thủ hôm nay sale thì nên chốt liền tay nhé các bác nhé. Số 6 em lên một mẫu đó là dao chặt xương. Độ dài lưỡi là 24,5, độ rộng là 8,5, độ dày là 5 ly nhé các bác nhé. Cân nặng khoảng 700-800g. Chuyên chấp chân rò, giò lợn các loại luôn. Số 7 em lên một con đó là pha luông. Pha luông chặt gà nha các bác nhé. Độ dày của nó rơi vào khoảng 3 ly đấy ạ. Độ rộng của nó là 10cm, độ dài là 22cm. Pha luông giá gốc 260.000 một con. Hôm nay thanh lý còn 240.000. Tiếp số 8 em lên một con đó là tông chặt gà vịt nha các bác nhé. Độ dài lưỡi dài 27, độ rộng là 6cm. Độ dày đó là 3 ly. Với dòng chặt gà vịt thì 3 ly. 3 ly là ổn rồi các bạn. Cân nặng khoảng 550g, giá gốc 260.000, hôm nay thanh lý. Hôm nay giảm giá nhân giảm là 240.000 một con. Bác tranh thủ nhá, không lại hết mất. Số 9 em lên một mẫu đó là lưỡi dài 30cm. Độ rộng là 6cm, độ dày đó là 4 ly. Con này chuyên chặt cây, chặt gà đều được. Đấy.
giá gốc 300.000, hôm nay thanh lý 270.000 một con. Số 10 em lên một con tông tông liền chuôi truyền thống. Con này giá gốc là 180.000 một con, hôm nay thanh lý còn một hôm nay giảm giá, em nhầm lại thanh lý giảm giá còn 150.000 một con nhé các bác nhé. 150.000 một con tông liền chuôi y như hình. Đẹp nhíp, đẹp chắc chắn, bền đẹp luôn các bác nhé. Mua một lần dùng cả đời ấy chứ. Số 11 đó là một con tông một con chật gà vịt bản 20 x 10, dày 3 ly, cân nặng 600 g. Giá gốc là 280.000 một con, hôm nay giảm giá còn 250.000 một con nhé các bác nhé. Toàn bộ hàng này là em giảm giá nhân rằm để tri ân cho các bác và chúc các bác có thật nhiều sức khỏe. Nên là các bác nào ưng mẫu nào thì chốt liền nhé các bác nhé. Không là hết khuyến mại, giá lại về giá cũ đấy. Đó, em lên để tri ân cho các bác lưỡi dao sẽ rèn thủ công từ nhíp đỏ nhé, nhíp xe ô tô, nhíp trọn đấy các bạn. Và cán thì rỗ cỡ cẩm chỉ khâu đồng đỏ rồi, chốt đinh xuyên cán chắc chắn cực kỳ. Đó, chắc chắn cực kỳ. Và em có chế độ bảo hành 1 năm cho các bác nhé, bảo hành miễn phí 1 năm. Và đổi dao các bác ưng ý, nếu các bác không ưng ý có thể đổi dao. Khi mà các bác dùng đúng công dụng của dao mà có bất kỳ lỗi về lưỡi dao thì sẽ đổi dao trong vòng 7 ngày nhé các bác nhé. Và các bác dùng xong thì rửa sạch lau khô ngay để bảo quản lưỡi dao được sắc sắn bền đẹp. Và các bác nào cẩn thận hơn thì quét dầu ăn bảo quản. Đấy, bác nào mua đá mài thì cũng inbox nhé. May là em Hoài có chuyến mới về, đá đẹp cực luôn các bạn. Các bác mua sớm thì em gửi cho những cái viên đẹp nhất cho các bác. Đấy, cả mua cả dao cả đá thì inbox liền.